Hello các bạn nhé. Test con này cho mấy anh khách coi nhé. Con này thì lúc trước nó về một lô, là nếu mà khách nào thường xuyên xem kênh của mình đó, là một lô 6-7 con cũng hãng này luôn, nhưng mà nó khác loại nhé. Nó tròn tròn, còn con này nó dài các bạn. Mấy con này là 500 điện nhé, 500 điện đó, tức là hai cực này nè. Mình phải cấp ắc quy nha. Cấp ắc quy thì là cái 500 á, nó mới hoạt động, nó tạo ra từ trường. Khi đó mình quay nha, khi đó mình quay nó mới sẽ phát ra điện. Ok, ở đây bây giờ mình cấp điện nhé. Cấp điện 24V. Con này 24 các bạn, 24V nha, cho nên mình phải cấp 24V. Bây giờ mình quay nha, quay nè. Đó, thấy điện nè. Ha. Điện nó phát ra. Mình không có bóng đèn các bạn. Có bóng đèn mà 12V mình sợ nó cháy. Cái này 12 nè. Cho nên thôi mình lấy mấy motor. Ok, hàng này hàng ngon các bạn. Hàng này Dynamo chuyên dụng nha, chứ không phải là loại chế cháo. Hàng này là đưa vô là xài thôi. Dynamo có mã là O-31000. Nó ra là 12A. 12A thì các bạn có thể sạc được cho cái bình là 120A đổ lại. 120Ah nha. Nếu mà bình ắc quy nước á, thì 120Ah ha, tỷ lệ 1:10. Con này sẵn polyzin nè. Sẵn polyzin của Nhật. Này toàn bộ Nhật hết các bạn. Hiện tại thì mấy cái dynamo này nọ đó, các bạn lấy con này thì nó xài nó ngon hơn à, tùy nha. Nhưng mà con này áp thấp, con này chỉ dành chuyên cho để mà sạc các quy thôi, hoặc là khách nào muốn con này dành riêng cho sạc ác quy, hoặc là khách nào chế điện suối á thì lấy nha. Con này tua cũng khá chậm, tua nó con này là chuyên dụng, nó gắn lên xe tải các bạn, xe công á. Con này thì chuyên dụng tầm 500-600 gì đó, tầm đó. 24V, 12A thì con này công suất tầm 300W rồi nha, 300W không có nhiều. Nhưng mà cơ bản thì nó chuyên để sạc ha. Nó sạc cho cái bình lưu trữ ở trên mấy chiếc xe các bạn ha, thì dùng chuyên dụng. Khách nào mua thì mình sẽ dán nhãn nha. Con này á là các bạn phải cấp điện 24 nha, 12 thì không xài được. Không, 12 thì mình không chưa thử các bạn. Nhưng mà dynamo 24 thì các bạn nên xài đúng 24 nha, thì nó tốt nhất. Đây là cực âm chung, các bạn thấy âm nó bắt vào vỏ không? Đây là âm chung nha. Âm chung này á là vừa là đường âm để các bạn cấp điện ắc quy vào cực âm nha, cũng là đường âm để các bạn lấy điện ra luôn, lấy điện ra để sạc cho cái bình, sạc ngược lại bình. Con này âm, và ở trên đây có hai cực các bạn, cực F và cực, ở đây có hai cực nha, cực F nha, cực F và một cực A. Cực F á là các bạn cấp dương ở trên ắc quy 24V, cấp dương nha, để hai cặp này nè, âm và dương 24V để kích cho cái lỗi 500 điện á, nó hoạt động, nó phát ra từ tính. Rồi khi đó cái thì dynamo các bạn quay thì nó sẽ phát điện ra một cặp này, nó phát điện ra cái dương, cực này sẽ phát ra cực dương để sạc vào dynamo, sạc vào ắc quy chứ nhầm, sạc vào ắc quy. Thông thường á, từ đây nữa các bạn, nó qua một cái tiết chế nữa nha, nó qua một cái tiết chế nữa để tiết chế đó để nó sạc vào bình, để giúp cho cái bình mình nó không bị phồng, bị hư nha. Đó, phải qua tiết chế, chứ còn sạc trực tiếp thì là khi mà tua cao đó các bạn, tại vì sạc nó sẽ có chu kỳ, nếu mà không đúng chu kỳ thì cái bình mình nó dễ hư nha. Thì cục tiết chế đó, nó giúp cho cái quá trình sạc nó à, sạc thì có chu kỳ, chu kỳ nhanh, chu kỳ chậm, chu kỳ thả nổi. Ok, nguyên zin của Nhật.
con này sưu tầm. Thật ra bên bãi cũng còn con nữa các bạn. Khách nào lấy thì mình đi lấy về chứ cái này bán cũng chậm. Hôm qua mình báo nha, 1.450.000 à, mình báo đúng giá. Bữa nay là mình test nha, tại có nhiều khách hỏi. 1.450.000 đó, bao ship các bạn nha. Con này ship đi ra Bắc cũng cỡ 200 à, cho nên lãi cà phê các bạn. Hàng mới chưa xài. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thì con này phía sau nó có một cánh quạt rất là đẹp các bạn. Hàng nguyên zin nguyên kiện à, cánh quạt các bạn nhìn cánh quạt nhôm à, nó đúc. Con này khi nào mới hỏng. Hồ đồng cối đá. Đây là mấy con ốc để nó bắt, nó giữ cái 500 điện các bạn. Nó giữ lại nha, 500 điện. Nặng 13,5 kg nha. Đó, khách nào chế xe thì sẽ ước chừng nha. Mấy con này ước chừng. Chứ xe nhỏ quá lên con này thì nó lại nặng. Cảm ơn các bạn đã xem video.